chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ Long Hồn. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung các chủ tịch quốc hội qua các thời kỳ từ năm 1945 đến nay. 1. Đồng chí Nguyễn Văn Tố, sinh năm 1889 và mất năm 1947, quê quán Hà Đông, Hà Nội. Về sự nghiệp chính trị, năm 1945 ông là Bộ trưởng Cứu tế Xã hội. Ngày 3 tháng 11 năm 1946 ông là trưởng Ban Thường trực Quốc hội khóa 1. Và năm 1947 ông bị quân Pháp bắt và giết tại Bắc Cạn. 2. Đồng chí Bùi Bằng Đoàn, sinh năm 1889 và mất năm 1955, quê quán xã Liên Bạc, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Về sự nghiệp chính trị, trước năm 1945 ông là Thượng thư Triều đình. Năm 1945 ông là Ban Cố vấn Chủ tịch nước. Tháng 1 năm 1946 ông là trưởng Ban Thanh tra Đặc biệt Chính phủ. Tháng 11 năm 1945 đến năm 1948 ông là trưởng Ban Thường trực Quốc hội. 3. Đồng chí Tôn Đức Thắng, sinh năm 1888 và mất năm 1980, quê quán xã Mỹ Hòa Hưng, huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang. Về sự nghiệp chính trị, năm 1946 đến năm 1948 ông là Phó Ban Thường trực Quốc hội. Năm 1948 đến năm 1955 ông là quyền trưởng Ban Thường trực Quốc hội. Từ năm 1955 đến năm 1960 ông là trưởng Ban Thường trực Quốc hội. Năm 1969 ông là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1976 đến năm 1980 ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. Đồng chí Trường Chinh, sinh năm 1907 và mất năm 1988, quê quán xã Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Về sự nghiệp chính trị, năm 1941 ông là Tổng Bí thư. Năm 1945 ông là phụ trách Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Từ năm 1951 đến năm 1956 ông là Tổng Bí thư. Và đến năm 1958 ông là Phó Thủ tướng. Từ năm 1960 đến năm 1981 ông là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ năm 1981 đến năm 1987 ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Quốc phòng. Từ năm 1986 đến năm 1988 ông là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 5. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 1910 và mất năm 1996, quê quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Về sự nghiệp chính trị, năm 1962 ông là Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1969 ông là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đến năm 1976 ông là Phó Chủ tịch nước. Năm 1980 ông là quyền Chủ tịch nước. Từ năm 1981 đến năm 1987 ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 7. Từ năm 1988 ông là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 6. Đồng chí Lê Quang Đạo, sinh năm 1921 và mất năm 1999, quê quán xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Về sự nghiệp chính trị, từ năm 1955 đến năm 1976 ông là Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Từ năm 1968 đến năm 1972 ông là Chính ủy chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đường 9 Nam Lào, giải phóng Quảng Trị. Năm 1978 ông là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Năm 1982 ông là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Khoa giáo Trung ương. Năm 1994 ông là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và từ năm 1987 đến năm 1992 ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. 7. Đồng chí Nông Đức Mạnh, sinh năm 1940, quê quán xã Cường Nợi, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Về sự nghiệp chính trị, năm 1986 đến năm 1989 ông là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái. Năm 1989 ông là trưởng Ban Dân tộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Từ năm 1992 đến năm 2001 ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 9 và khóa 10. Từ năm 2001 đến năm 2011 ông là Tổng Bí thư khóa 9 và khóa 10. 8. Đồng chí Nguyễn Văn An, sinh năm 1937, quê quán huyện Mỹ Tân, tỉnh Nam Định. Về sự nghiệp chính trị, năm 1982 ông là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Linh. Năm 1986
ông là phó trưởng ban tổ chức trung ương. Năm 1996, ông là trưởng ban tổ chức trung ương. Từ năm 2001 đến năm 2006, ông là chủ tịch Quốc hội khóa 11. 9. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Về sự nghiệp chính trị, từ năm 2000 đến năm 2006, ông là bí thư Thành ủy Hà Nội. Từ năm 2006 đến năm 2011, ông là chủ tịch Quốc hội khóa 11 và khóa 12. Từ năm 2011 đến nay, ông là tổng bí thư khóa 11 và khóa 12. 10. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, sinh năm 1946, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Về sự nghiệp chính trị, từ năm 1996 đến năm 2006, ông là Bộ trưởng Tài chính. Từ năm 2006 đến năm 2011, ông là Phó Thủ tướng. Từ năm 2011 đến năm 2016, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 13. 11. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1954, quê quán xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Về sự nghiệp chính trị, từ năm 2002 đến năm 2005, bà là bí thư tỉnh ủy Hải Dương, nữ bí thư duy nhất thời đó. Từ năm 2006, bà là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Thương mại. Từ năm 2007 đến năm 2011, bà là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Từ năm 2011 đến năm 2016, bà là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Từ năm 2016 đến nay, bà là Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu 11 chân dung Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ trước đến nay qua các thời kỳ. 1. Là đồng chí Nguyễn Văn Tố. 2. Đồng chí Bùi Bằng Đoàn. 3. Đồng chí Tôn Đức Thắng. 4. Đồng chí Trường Chinh. 5. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ. 6. Đồng chí Lê Quang Đạo. 7. Đồng chí Nông Đức Mạnh. 8. Đồng chí Nguyễn Văn An. 9. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. 10. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. 11. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.